Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu hai con dao nhà bếp của hãng Victorinox gồm có dao chặt và dao thái. Trước tiên đó là sản phẩm dao thái. Đây là con dao nhà bếp có chiều dài 19 cm và đặc biệt là nó có răng cưa. Cán được làm bằng gỗ và mã của sản phẩm là 5.2030.19. Đây là mẫu dao được sản xuất tại Thụy Sĩ. Thường để sử dụng thái các loại thịt và có đầu nhọn để các bạn làm phi lê cá, Hoặc lọc cá thịt phần răng cưa này sẽ giúp bạn thái thịt hiệu quả hơn rất sắc và khi mà thái các thịt dai rất hiệu quả lưỡi dao được làm từ thép không gì độc quyền của Victor Inox rất nổi tiếng về thép không gì đấy ạ còn đây là con dao chặt dao chặt này thì có trọng lượng khá nặng giúp bạn chặt hiệu quả hơn chiều dài lưỡi dao là 18 cm và trọng lượng khoảng 320 g có mã là 5.4000.18 chuôi cán cũng bằng gỗ lưỡi dao rất sắc thì thép này cũng là thép độc quyền của Victor Enoch. bây giờ chúng ta sẽ dùng thử dao trước tiên là con dao thái các bạn thử cắt một đoạn thân cây các bạn thấy ngọt không ạ cái phần em, lưỡi em, dao dân rất là hiệu quả các bạn đi đâu là sẽ đứt đến đó để các bạn xem lại nhé trong khi đó thì nếu chúng ta dùng con dao chặt không có răng cưa thì mặc dù rau chặt cũng rất sắc tuy nhiên thì việc cắt cái cành cây này không ngọt được đấy các bạn thấy hiệu quả của răng cưa chưa rau chặt thì chặt thôi còn đây là rau thái với cắt rất là ngọt lúc đầu thì tôi nghĩ chỉ là dao cắt bánh mì nhưng mà sau khi dùng thì thấy nó cực kỳ sắc bén để tìm hiểu kỹ hơn về các con dao Victorinox, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.